Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận bán tử vi chọn đời tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 năm Mạng. Năm Mạng tuổi Ất Hợi nhìn chung cuộc sống có nhiều thuận lợi và may mắn, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, không có nhiều điều cản trở. Thưa quý vị, tuy nhiên ở mỗi giai đoạn của cuộc đời thì chúng ta lại có những điểm mà cần phải bàn luận và lưu tâm sâu hơn khác nhau. Và những điều sắp tới mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ dựa trên số tuổi, cung mệnh và giới tính của quý vị để chúng ta có một cái phần phân tích luận giải một cách chính xác nhất. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Gia chủ Ất Hợi sinh năm 1995 năm Mạng có cung mệnh thuộc cung Khôn, Trực Trừ, mạng Sơn Đầu Hỏa, lửa trên núi, khắc Sa Trung Kim, con nhà Xích Đế Cô Quạnh, Sơn con Heo, tướng Tinh con Hưu, ông Quan Đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm Mạng Ất Hợi qua bài thơ sau. Ất Hợi mạng hỏa số này, lửa ở trên núi sáng bay đỏ trời, thuận sinh xuân hạ gặp thời, giàu nghèo cũng sướng được nơi thanh nhàn. Thu đông chẳng lợi hao tài, trai thì lỡ dỡ duyên tình phôi pha. Ất Hợi, nhiều kẻ lòng hiền, ai mà nói giữ ta thờ nhịn ngay. Anh em xung khắc chẳng gần, nói ra gây gổ, chẳng gần chẳng an. Lớn lên cách trở xứ xa, học tập nghề nghiệp sau mà mới yên. Đầu tiên có của chẳng bền, làm có hao tán như tên mây hồng. Tổng quan, năm tuổi Ất Hợi thông minh lanh lợi, trong cuộc sống có nhiều niềm vui. Từ nhỏ cuộc sống êm ấm và có phần hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, không phải lo lắng tới bất cứ một vấn đề gì. Công danh sự nghiệp của Ất Hợi phát triển khá nhanh chóng. Năm 22 tuổi, trong công việc có nhiều sự lựa chọn, sự nghiệp phát triển bền vững và nhanh chóng nhất vào năm 30 tuổi. Về sau vận số may mắn, có nhiều thoạch tài. Tóm lại, năm tuổi Ất Hợi nhìn chung có cuộc sống nhiều thuận lợi, may mắn, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, không có nhiều điều cản trở. Ất Hợi hưởng thọ trung bình từ 78 đến 84 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, ăn ở có phúc thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên sinh vào các tháng 2, 3 và 9 âm lịch, đây là những người chú trọng vào sự nghiệp hơn tình yêu đôi lứa, do vậy mà tình duyên của họ đến khá muộn, phải có công ăn việc làm vững chắc rồi họ mới tính đến chuyện lập gia đình. Sau kết hôn hầu hết những người này đều có cuộc sống gia đình hạnh phúc và êm ấm, con cái chăm ngoan hiếu thảo. Sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10, 11 âm lịch, những người này trải qua nhiều mối tình, đa phần đều trở thành những kỷ niệm đẹp đối với họ. Sau kết hôn, cuộc sống sẽ có đôi lúc vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì hai người sẽ vượt qua được những giai đoạn khó khăn, có được một cuộc sống hạnh phúc như ý. Sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch, đây là những người không chỉ may mắn về tình cảm, mà sau kết hôn họ cũng nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống, tình cảm gắn bó, cuộc sống thuận lợi. Gia đạo công danh. Về gia đình, trong cuộc sống Ất Hợi có nhiều niềm vui, cuộc sống gia đình luôn yên ổn, đầm ấm. Sau kết hôn gia đình có nhiều điều may, vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống mỹ mãn. Ất Hợi lập nghiệp khá sớm, ban đầu có nhiều điều vất vả, cản trở, nhưng bằng nỗ lực của bản thân họ thì họ dần khẳng định được chỗ đứng vững chắc. Vì thế, sự nghiệp phát triển nhanh và mạnh nhất vào những năm 28 đến 30 tuổi. Tuổi hợp làm ăn. Nếu Ất Hợi có ý định tìm người hợp tác kinh doanh thì nên lựa chọn những người sau đây, đó là Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. Những người tuổi này không chỉ hợp với Ất Hợi mà khi hợp tác làm ăn sẽ đem đến nhiều điều may mắn, sự thuận lợi cho công việc chung, đạt được những kết quả tốt đẹp. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất thì cuộc sống của Ất Hợi sẽ có nhiều điều may mắn, trong cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui. Ngoài ra cũng đem đến rất nhiều điều may mắn cho công việc làm ăn, tài lộc của họ. Đời sống kinh tế phát triển mạnh mẽ và thuận lợi. Nếu cố gắng họ hoàn toàn có thể có được một cuộc sống giàu sang, phú quý. Kết hôn với những người tuổi này, Ất Hợi có vận may về con cái. Kết hôn với các tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Mão thì cuộc sống ban đầu tuy có đôi chút khó khăn, vất vả, nhưng nếu cố gắng chăm chỉ hơn thì công việc Ất Hợi có được một cuộc sống đầy đủ. Tuy khó có được sự giàu sang từ công việc của mình, chỉ là đủ ăn đủ tiêu, nhưng đời sống tình cảm, cuộc sống lại êm ấm tốt đẹp. Kết hôn với một trong số các tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ thì Ất Hợi có cuộc sống đôi lúc khá vất vả và khó khăn. Trong công việc, sự nghiệp có thể xuất hiện những điều không như ý nhưng cũng nhanh chóng được giải quyết. Cuộc sống hôn nhân tuy khó khăn về tài chính nhưng tình cảm đôi bên lại rất gắn bó tốt đẹp. Có những năm Ất Hợi không nên tổ chức hôn lễ hay làm những chuyện hệ trọng, nếu không thì dễ gặp phải những khó khăn, đó là vào các năm tuổi 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi.
Tuổi Đại Kỵ, Ất Hợi nếu có ý định tìm đối tác làm ăn thì không nên lựa chọn những người sau đây vì sẽ không được may mắn, đó là Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Tuy nhiên cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, những kẻ tiểu nhân hãm hại, những thị phi tai ác do số mệnh tác động. Để giúp các mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn, bản mệnh có thể thỉnh đeo vòng tam hợp Hợi Mão Mùi là hợp với tuổi của mình. Mang vật phẩm này bên mình, bạn không chỉ hóa giải các nhân khí xấu mà còn chiêu đón quý nhân giúp đỡ, tài lộc về tay, vượng khí gia tăng. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật Hợi, Mão, Mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Ất Hợi gặp phải nhiều khó khăn hơn các năm khác, đó chính là cuộc sống có phần vất vả và cần phải cố gắng nhiều hơn. Đó là năm 23, 31, 32, 33 và 42 tuổi. Trong những năm này cần phải cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ đem đến nhiều may mắn thuận lợi cho những dự định tương lai, công việc sắp tới. Nam Ất Hợi phù hợp xuất hành nhất vào thời điểm ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này mang theo bên mình như có Đức Phật Hiển Linh che chở phù hộ, độ trì cho mọi sự may mắn hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi ngày giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực và xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm. Từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi, trong những năm này vận số khá tốt đẹp, có nhiều may mắn cả về học tập lẫn tiền bạc. Trong năm 18 tuổi có may mắn trong chuyện thi cử, cuối năm có hoạch tài. Từ năm 19 đến 20 tuổi, cuộc sống có những thay đổi, tuy nhiên không làm ảnh hưởng nhiều tới bản thân. Năm 21 tuổi, nhân duyên tốt đẹp. Từ 22 tuổi đến năm 27 tuổi, năm 22 tuổi đôi lúc có gặp phải những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, có tháng trong năm bị hao hụt tiền bạc, gia đình có điều không vui. Năm 23 tuổi nên cẩn thận hơn trong những quyết định của bản thân, cuộc sống có phần hơi ảm đạm về tiền bạc nên dành nhiều thời gian hơn gắn bó với các thành viên trong gia đình. Năm 24 tuổi, công việc làm ăn có phần phát triển và tốt đẹp, cuộc sống có nhiều niềm vui, cuối năm có vận may tài lộc. Năm 25 tuổi, năm này có nhiều điều tốt đẹp, nhất là trong vấn đề tình cảm sự nghiệp. Năm 26 và 27 tuổi, tình cảm phát triển thuận lợi và tốt đẹp, nếu kết hôn vào năm 26 tuổi sẽ có nhiều điều may mắn, cuộc sống có nhiều niềm vui. Sang năm 27 tuổi nên cẩn thận hơn trong việc làm ăn kinh doanh, cẩn thận gặp những điều không may mắn. Từ năm 28 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 28 tuổi cuộc sống có nhiều hay đẹp, có phúc được hưởng tài lộc, gia đình có nhiều điều yên vui. Năm 29 tuổi trong năm cẩn thận trong làm ăn, giao dịch, tránh xuất hành đi xa vào những năm này. Năm 30 tuổi có nhiều điều kiện thuận lợi vào những tháng đầu năm, các tháng sau có vận số xu hướng là đi xuống nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến tài lộc. Năm 31 tuổi nên dành chút thời gian quan tâm đến gia đình và con cái. Năm 32 tuổi, năm này bình thường, không nên đầu tư quá nhiều tiền, tránh làm ăn thua lỗ. Năm 33 tuổi, trong năm có tháng gặp nhiều vận may, tuy nhiên cần phải cẩn thận hơn trong các vấn đề làm ăn giao dịch. Năm 34 tuổi, cẩn thận hơn về sức khỏe, trong năm tài lộc khá tốt và có nhiều vận may.
từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi năm nay có nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc, cuối tháng cẩn thận hơn với các mối quan hệ xung quanh mình, tránh bị lợi dụng. Năm 37 tuổi, cuộc sống gia đình có phần hay đẹp, khá hạnh phúc. Năm 38 tuổi, cuộc sống có nhiều hay đẹp, trong năm có vận may tới cửa, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thuận lợi. Năm 39 tuổi, trong năm không có quá nhiều may mắn về phương diện tài lộc, cuộc sống vật chất có chút khó khăn. Năm 40 tuổi, tình cảm gia đình thuận lợi và có nhiều may mắn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong những năm này nên cẩn thận hơn về bổn mạng, sức khỏe cũng nên chú ý nhiều hơn. Năm 41 tuổi, cuộc sống có nhiều điều thuận lợi, làm ăn nên cẩn thận. Năm 42 tuổi, cuộc sống mắc phải những khó khăn, tình cảm gia đình có phần không gắn bó. Năm 43 tuổi, những tháng đầu năm khá may mắn, nhưng đến cuối năm cần phải cẩn thận hơn kẻo hao tài. Năm 44 tuổi, chú ý tới các vấn đề sức khỏe bản thân. Năm 45 tuổi, cuộc sống có chút vui tươi, con cái thành công, đem về nhiều điều vui vẻ. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, trong những năm này, cuộc sống đều có tươi đẹp, gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt, khỏe mạnh. Trong năm có vận tiền tài, công danh sự nghiệp có chiều hướng phát triển. Mọi luận giải tử vi trọn đời từ 1995 năm mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi bản mệnh mới có thể đem lại sự may mắn, bình an và tài lộc vẹn tròn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình.